Hey, chào các bạn đã quay trở lại với series Gabler chi tiết. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi bài Một đời người một rừng cây với điệu slow rock. Cái đánh slow rock nó sẽ đánh như sau: móc bát 3 2 1 2 3, bát 3 2 1 2 3, quạt 6 nhịp xuống 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, cùng chênh 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 chênh. Và chú ý cái lực tay mạnh nhẹ. Hợp âm trong bài này chúng ta có la thứ, son trưởng, mi bảy, đô trưởng, rê thứ, pha trưởng. Cách bấm hợp âm các bạn có thể nhìn tọa độ trên hình. Bây giờ mình sẽ ghép chọn từng đoạn để các bạn theo dõi. Và nếu các bạn thấy series của mình hay thì like và subscribe để xem các bài hướng dẫn mới nhất của mình nhé. Trong phần mô tả mình cũng để những đường link về tài liệu và demo và ghép là chi tiết 6 điệu cơ bản, là link hướng dẫn điệu hát và kinh nghiệm chơi đàn, các bạn có thể bấm vào để tham khảo thêm. Sẽ bắt đầu. Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người trẻ trung. Slow rock thì hầu như là cái cách ghép lời nó khá là đơn giản, vì cái từ của nó sẽ vào đúng nhịp, chứ không ít khi có trường hợp hát nhanh hay hát chậm lắm, hay là lệch bát, nó cứ đều đều. Lần thứ hai cũng tương tự các bạn chơi. Cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khổ. Phần tiếp theo ta sẽ chuyển sang điệp khúc, thì mình sẽ quạt luôn để các bạn tham khảo. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mái thân, có một cây là có rừng và rừng sẽ lên xanh, rừng giữa đoạn điệp khúc. Các bạn sẽ quạt nhẹ tay lại, sau đó chuyển về đánh móc hát tiếp đoạn cuối cùng giống như đoạn đầu. Các bạn cứ chơi đều đặn các đoạn, khi nào qua các bạn có thể chơi nhanh hơn một chút. Hy vọng có thể chơi được bài hát này sau khi xem xong clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài diễn tiếp theo. Chào các bạn, vừa đàn vừa hát các bài hát yêu thích không phải là quá khó, chỉ cần kiên trì rèn luyện trong một vài tháng. Tuy nhiên trên thực tế thì có khá nhiều người có thể chơi được điệu, chuyển được hợp âm thành thạo, nhưng khi hát vào lại hay bị lệch, không khớp nhịp hát với cả nhịp đàn. Chính vì thế mà mình đã suy nghĩ và sáng tạo ra cái kiểu hướng dẫn ghép lời chi tiết này, và với mục đích là giúp cho những ai gặp phải những cái vấn đề mình vừa trình bày trên có thể sửa chữa và hát đúng giai điệu bài hát cùng với đàn. Cách hát của một bài hát thì nó rất là đa dạng, tùy vào người hát có thể ngân nghỉ đi feel những cái chỗ khác nhau, tùy vào các bản phối hay là những cái cảm xúc khi chúng ta hát. Và cái trong cái bài hướng dẫn hoặc là trong cái tài liệu mình thì mình sẽ làm một cái cách hát đơn giản nhất và giống với bản gốc nhất cho các bạn có thể tham khảo. Hy vọng các bạn có thể chơi được các bài hát mẫu và sau đó là chơi các bài hát tương tự. Cách sử dụng cái tài liệu này thì nó cũng không quá phức tạp đâu, nó thiên về thực hành điệm hát. Các bạn chỉ cần theo dõi kỹ cái sơ đồ mà mình đưa lên
trên YouTube và trong các cuốn tài liệu. Và khi hướng dẫn thì mình đều hát ghép lời vào với tốc độ là tương đối chậm để các bạn dễ dàng theo dõi hơn. Và khi chúng ta chơi được chậm rồi, có thể không cần nhìn nhiều tài liệu thì chúng ta có thể đánh nhanh lên và dần dần các bạn có thể quen được cái nhịp của bài hát. Và từ 1-2 bài ban đầu quen thì chúng ta có thể chơi được rất nhiều bài tương tự với các điệu đó hoặc là các điệu khác cũng như vậy thôi. Ở cái bộ giáo trình này của mình thì có những cái điệu thường dùng, ví dụ như là điệu van, điệu slow rock, bolero, slow ballad, slow surf và disco. Và mình sẽ cố gắng dần dần mở rộng ra thêm được nhiều điệu hơn nữa. Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ mình để có thể giúp mình có thêm động lực để tạo ra nhiều cái bài và những cái video hướng dẫn tiếp theo. Chào.